Nhiều nghi vấn trong hai vụ rơi máy bay ở Việt Nam. Hiện có các giả thuyết về việc hai máy bay gặp nạn của Việt Nam chịu va đập, tác động từ bên ngoài hay chế áp điện tử. Nhưng các chuyên gia hàng không cho rằng mọi phỏng đoán đều không chắc chắn. Một tuần sau khi hai chiếc máy bay của lực lượng không quân và cảnh sát biển Việt Nam gặp nạn liên tiếp, công tác tìm kiếm vẫn tiếp tục và đang gây ra nhiều đồn đoán trên mạng. Về hai vụ việc đang tốn nhiều giấy mực của báo chí trong nước này, Trung tướng Phạm Tuân, nguyên phó tư lệnh Quân chủng Không quân Việt Nam, nói với VOA Việt ngữ. Nhưng bất cứ người dân Việt Nam nào thôi, tai nạn rất là to, thế thì ai cũng phải đau xót, phải suy nghĩ rất nhiều. Đây là cái mất mát rất lớn, đặc biệt là trong cái điều kiện cụ thể hiện nay. Chúng ta đang bảo vệ biển đảo của chúng ta, thì rõ ràng mà chúng ta cũng có biết tổn thất to lớn rồi, thì ai chả có những cái đau lòng trong cái vụ việc này. Chiếc máy bay tuần thám CASA 8983 của Cảnh sát biển chở 9 người, mất liên lạc trưa 16 tháng 6 khi đang đi tìm kiếm một phi công lái chiếc máy bay chiến đấu Su-30 MK2 mất tích trước đó. Báo chí trong nước sau đó cho đăng tải hình ảnh một mảnh vỡ của chiếc CASA rúm gió và biến dạng. Khi được hỏi về khả năng chiếc máy bay hiện đại của lực lượng gìn giữ chủ quyền lãnh hải Việt Nam chịu va đập hay chịu tác động từ bên ngoài, ông Tuân từ chối trả lời. Tuy nhiên, trao đổi với truyền thông địa phương, người từng lái máy bay chiến đấu này nói rằng chúng ta không nên bị chi phối bởi thông tin không có căn cứ khoa học và nên chờ kết luận từ cơ quan chức năng có thẩm quyền. Còn về thông tin đồn đoán rằng máy bay bị chế áp điện tử, ông Nguyễn Thành Trung, nguyên là Phó Tổng Giám đốc hãng hàng không Vietnam Airlines, nhận định rằng nếu điều đó xảy ra, việc làm đó chỉ làm nhiễu động hệ thống điện tử của máy bay, chứ không ảnh hưởng tới hệ thống khác như hệ thống điều khiển. Phi công kỳ cựu này cho rằng không có lý do gì để dùng chế áp điện tử phá hoại máy bay và cũng không thể phá hoại được. Cùng chung quan điểm với ông Tuân, ông Trung cho rằng cần phải tìm thấy hộp đen mới có thể công bố được nguyên nhân của vụ rớt máy bay. Ông nói thêm. Đến nay thì vẫn chưa có kết luận nào chính thức cả. Tất cả cũng chỉ là phỏng đoán thôi, chứ nó không chắc chắn lắm. Kết luận chính thức của nhà chức trách hàng không thì phải chờ khi người ta có được những cái dữ liệu nó xác thực, nó chính xác thì người ta mới dám công bố là nó bị việc nguyên nhân gì. Mà cái đó thì có lẽ là chờ lấy được cái hộp đen của máy bay. Cái máy bay chập đấy, cả tháng rồi người ta có xác định được đâu. Cho nên cũng đâu có dám công bố là nó bị cái gì. Về câu trả lời máy bay CASA 8983 chịu tác động từ bên ngoài trước đó, ông Trung giải thích rằng bên ngoài đây là do thời tiết thay đổi đột ngột, chứ không phải do một tác động cơ khí gì từ bên ngoài. Ông nói thêm xin trích, người ta hỏi có tác động gì từ bên ngoài, ví dụ như vật gì bắn lên, hoặc là cái gì đấy tác động làm máy bay rơi. Tôi nói không nghĩ có yếu tố đấy. Tin mới nhất cho biết Việt Nam vẫn đang tiếp tục tìm kiếm thiết bị ghi dữ liệu chuyến bay của hai chiếc phi cơ gặp nạn. Nước láng giềng Trung Quốc cũng đã đáp lại đề nghị của Việt Nam điều nhiều tàu tới vùng Vịnh Bắc Bộ để giúp công tác tìm kiếm.